Thưa quý vị, tháng 10 vừa qua, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Cần Thơ được kiểm soát, thành phố chuyển sang trạng thái bình thường mới. Một số ngành kinh doanh được mở cửa hoạt động trở lại. Theo đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt trên 11.150 tỷ đồng, tăng gần 25% so với tháng trước. Lũy kế doanh thu 10 tháng năm 2021 là 107.361 tỷ đồng, giảm 6,25% so với cùng kỳ. Theo thống kê, doanh thu bán lẻ hàng hóa tháng 10 năm 2021 ước đạt hơn 9.960 tỷ đồng, tăng gần 20% so với tháng trước. Một số sản phẩm có doanh thu tăng so với cùng kỳ như lương thực thực phẩm tăng gần 19%, gỗ và vật liệu xây dựng tăng hơn 10%. Doanh thu lưu trú, ăn uống, du lịch và dịch vụ đạt hơn 1.190 tỷ đồng, tăng gần 87% so với tháng trước, giảm 41% so với cùng kỳ. Doanh thu lưu trú, ăn uống, dịch vụ tăng mạnh so với tháng trước nhưng giảm so với cùng kỳ do các cơ sở khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng, quán ăn được phép hoạt động lại nhưng số lượng và khách hàng vẫn còn hạn chế.